ai vậy? À, Linh. Ủa? Anh đang làm gì vậy? Đang ngủ. Nói chuyện gì không vậy cô Linh? Ngồi đi. Tất nhiên là phải có chuyện rồi. Nói nghe nè, cái quạt bên nhà em á, nó bị hư rồi. Mà em gọi điện cho cái ông mà hay sửa điện nhà em á, thì ổng chở vợ đi du lịch rồi, nên á, anh Tùng có thể qua nhà sửa cái quạt giùm em được không? Trời ơi, có cái quạt không mà ông thợ điện này sửa không được thì kêu ông thợ điện khác, không được thì mình xài điện thoại lên Google á, sợ thợ sửa quạt máy là nó ra nhiều lắm rồi. Trời ơi, bây giờ đợi người ta sửa rồi đợi người ta qua lâu lắm, anh sát bên mà. Nhà em không có đàn ông đàn an gì hết. Bởi là mỗi lần nhà mà hư cái gì á, nhờ người này người kia cực quá. Rồi rồi rồi, thưa Linh về đi rồi tôi rửa mặt cái tôi chạy qua liền nha. Vậy em về, em đợi anh Tùng nha. Cái gì vậy? Thôi mà. Cưng quá. Em về nha. Cái gì á? Nhả hột đây mẹ. Chua hả con? Nhả ra luôn đi. Trời ơi, chua lắm hả? Chua thiệt. Nhớ lời mẹ dặn chưa? Dạ rồi. Xíu chú Tùng tới là con lên phòng coi màn hình nữa chứ. Dạ. Để mẹ với này mẹ nói chuyện với Tùng nha. Dạ. Nhớ chưa? Ăn nữa không? Dạ. Mở cửa cho mẹ. Dạ. Nhanh lên, nhanh lên. Ô, chào con. Dạ. Chào anh. Chào chú Tùng đi con. Chào chú Tùng. Mẹ ơi, sao tại sao không được kêu bằng ba nữa mà tại sao kêu bằng chú nha mẹ? À, mẹ quên. Con chào ba Tùng. Đó. Chú chào con. Anh kỳ quá à. Nhỏ nó kêu anh bằng ba. Bộ kêu anh tiếng ba khó khăn lắm hay sao mà anh chỉnh vậy, tội nghiệp con nhỏ. Tập cho nó quen. Kỳ lắm. Cái đi, nãy mẹ dặn sao nhớ không? Dạ nhớ. Ba Tùng, ba lên lầu coi màn hình cho biết con đi. Mày ơi. Kinh đi. Nãy mẹ dặn sao? Hả? Thôi bây giờ con lên lầu coi hoạt hình một mình nha. Xíu nữa ba Tùng lên với con. Dạ. Kinh đi của mẹ ngoan quá. Cẩn thận nha con. Dạ. Đi từ từ rồi chừng té nha con. Ôi. Kinh đi nhà em nó thương anh lắm luôn á. Thiệt mà nhìn nha, nhìn kỹ thế nấy Kinh đi nhà em nó cũng giống anh nữa. Giống chỗ nào? Cô nói có cái quạt gì hư đó nhờ tôi qua sửa. Đâu cái quạt đâu? À, cái quạt hư nó nằm trên phòng em á. Trên phòng em á, không mấy giờ hai đứa mình lên sửa cái quạt. À thôi cô Linh nè. Tại vì cái đó là phòng ngủ mà, sao mà tôi chỉ là hàng xóm rồi sao tôi vô phòng ngủ của cô được. Thôi chắc cô nhờ thợ sửa đi ha. Tôi xin phép cô. Trời, đây quạt đây. Nó bị hư rồi. Em không có quạt được. Mấy cái này chắc là nó hết pin hay là nó cháy cái motor này phải ra tiệm mà, chứ tôi đâu có phải thợ sửa quạt đâu sửa được mấy cái quạt này. Nhưng mà em nghĩ anh đàn ông mà, cái gì anh không sửa được. Cái quạt này anh không sửa được thì thôi hai giờ hai đứa mình lên phòng sửa cái quạt kia đi, sẵn sửa em. Đi. Đây nè, cái quạt này đâu có hư đâu. Nè, mát quá trời. Ủa nó chạy được hả? Ờ. Phải không ta? Sao qua em làm không được ta? Nó chạy được mà. Nó chạy được mà. Chạy được kìa. Ôi, anh ăn trái cây đi, Trời ơi. Thôi, cảm ơn. Ủa, nên làm gì vậy? Em không biết nữa, em đụng cái gì vậy? Cái quạt nó hư luôn rồi nè. Trời ơi, thôi Linh ơi, Linh đừng có bày trò với tôi nữa. Linh phải hiểu cái hoàn cảnh của tôi như thế nào. Linh cũng phải biết là tôi có thích Linh hay không nữa mà Linh. Ok, bây giờ em nói thẳng với mặt anh luôn nè. Anh Tùng, anh có biết là anh già hát rồi không? Anh già lắm rồi, anh hiểu không? Anh không thể nào ngoài kia mà kiếm được một cô vợ là xinh đẹp hay là như thế nào được nữa. Anh già lắm rồi, mà anh còn có con nữa. Bây giờ xét về nhan sắc, anh không có. Xét về gọi là điều kiện kinh tế, anh chỉ là một nhân viên bình thường. Mà thậm chí anh còn có hai đứa con nữa.
anh sẽ không bao giờ tìm được ai, à mà đúng hơn là không ai chịu anh đâu, trừ em. Em vừa xinh đẹp, điều kiện kinh tế em có, em không có thiếu gì hết, em chỉ thiếu cha cho con em thôi, đúng không anh Tùng? Em thấy cái vấn đề này nó đơn giản quá mà. Sao vậy? Đúng không? Em nè, em làm vậy để làm gì? Em chỉ muốn tìm cha cho con em thôi. Trong khi cả cái chung cư, cả cái xóm, cả cái huyện, cả cái xã, cả cái tỉnh, cả thành phố này ai cũng biết hết. Là sao? Là em có tình ý với anh, đúng chưa? Mà tại sao? Sao năm lần bảy lượt anh cứ từ chối em? Anh làm gì vậy? À, thấy lạnh trong lòng quá. Anh lạnh trong lòng à. Còn em đang nóng trong tim nè. Ờ khoan à. Trước sau gì em cũng phải chiếm được anh. Khoan à, bây giờ mình ngồi lại đàng hoàng, mình nói chuyện như hai con người bình thường được không? Không, mình đang làm một cái điều mà hai con người bình thường chắc chắn phải làm. Bậy. Anh làm cái gì? Trời ơi. Anh Đồng, anh làm cái gì vậy? Khoan. Bữa này là anh chết với em đây. Chết tôi, cô Linh ơi, cô Linh. Tôi lại cô Linh. Trời ơi, nín đi con. Ê, con nít nó thấy kỳ lắm cô Linh. Mẹ ơi, con ơi. Anh Tùng. Trời ơi, cái gì ơi. Mắt luôn nào, mắt ngay luôn này. Trời đất ơi, giật sao sức nút tôi hết trơn rồi. Thấy ghê thiệt chứ. Anh Tùng, anh có biết là anh già háp rồi không? Anh không thể nào ngoài kia mà kiếm được một cô vợ là xinh đẹp hay là như thế nào được nữa. Mà anh còn có con nữa. Bây giờ xét về nhan sắc, anh không có. Xét về gọi là điều kiện kinh tế, anh chỉ là một nhân viên bình thường. Anh sẽ không bao giờ tìm được ai, à mà đúng hơn là không ai chịu anh đâu, trừ em. Ghê thiệt. Bán nhà về bán nhà liền Tùng ơi. Mày phải bán nhà về bán nhà liền nha Tùng nhớ. Chú, cái gì? Tôi bán nhà rồi. Chú, con mà. Chú, sao vậy? Trời ơi, hết hồn hết vía. Bị gì vậy? Ủa chú bị gì á? Con bị cái gì vậy? Tự nhiên vô người la lớn lên là giật mình à. Chú tự nhiên chú làm con hết hồn à. Gì vậy? Làm gì buồn cái vậy? Bán nhà. Ủa sao bán nhà? Không. Bị đâu đây? Thì thấy chú ngồi đây lại hỏi thăm nè. Ủa mà chú bị gì vậy? Đang có chuyện buồn à? Có gì đâu buồn. Ờ, mà buồn thiệt. Chú mà buồn cái nỗi gì? Ở cái con nhóc này. Nhanh quá hả nhóc? Chứ sao nữa, con đâu có còn là con nít nữa chú. Trong mắt của chú Vi lúc nào cũng là con nít. Thôi nha, con dù sao giờ cũng là đồng nghiệp của chú rồi chứ bộ. Đồng nghiệp cũng là con nít. Tôi lớn hơn 10 tuổi. Năm tôi 10 tuổi là Vi mới sinh ra đời nha. Trời chú. Thôi mệt quá, bỏ qua đi. Bây giờ con sẽ dẫn chú đi ăn một món này, bảo đảm chú sẽ thích. Được á. Chú đang cần ăn một món gì đó để xả stress chứ nãy giờ chú stress dữ lắm. Đi. Khoan, trước khi đi con phải kêu đồng minh của con đã. Đồng minh? Thôi không có đồng minh gì hết, thấy ghê quá. Chú. Trời ơi, làm hết hồn tưởng người ấy nữa chứ. Đi. Quay. Trời, bạn 8 chén luôn. Ừ, ghê thiệt. Chú, hết stress chưa? Còn chút. Hỏi coi còn chè không? Cô ơi, con chè không cô? Ăn tới tối cũng còn nữa con. Anh ơi. Hả? Ông Đồ kêu 5 chị em bán chè lại đây bán cho anh nha. Thôi, một mình bà thôi là muốn lên đường rồi. Nói chứ cho một chén lấy 1 viên nữa thôi nha. Rồi, có ngay. Ba Tùng ăn giùm con đi, con thấy ngán quá. Chè người ta ngon mà kêu ngán. Trời ơi, nhả đi ghê quá, kêu ba ăn cái gì con. Ăn giùm con ơi. Rồi, về đi. Về đây,
chè đây. Ơi thôi ăn cái này đi, cái này nó nhìn nó ngon nè, mấy cái này nhìn thấy ghê quá. Ủa? Trời đất ơi, càng già càng khó tính đó nha. Ê, cho chú hỏi cái. Dạ. Có khi nào một cô gái trẻ tuổi như con á mà chịu lấy một ông chú vú khí đá mà có thêm hai đứa con giống chú không? Tự nhiên hỏi như vậy ạ? Thì trả lời đi, người ta hổ đi cười vô mặt người ta vậy? Ờ, thì tất nhiên là không rồi. Nghĩ sao vậy? Cũng đúng. Tự nhiên lấy chú xong rồi phải nuôi thêm hai đứa con từ trên trời rơi xuống, hao mòn tuổi thanh xuân của mình. Từ bây giờ chú sẽ sống thực tế hơn. Ủa gì vậy? Hai cái nút áo của chú đâu? Xúc rồi. Ủa sao vậy? Bị cô Linh. Cô Linh làm gì? Đứt nút. Ồ. Không có gì đâu, đừng suy nghĩ tầm bậy. À, trở lại câu chuyện của chú nè. Con thấy cái tuổi của chú bây giờ có một người rất hợp với chú. Đừng nói làm mai bà bán chè cho tôi nha. Bậy vậy bà. Không phải. Vậy ai nói đi? Chị Linh á. Vậy hả? Ghi chú sao vậy? Chú có sao không? Chú chết rồi. Tết con không? Tết con chú có sao không? Chú chạy hay là em ở đây cứ gọn em bóc. Ê, trời ơi cái gì vậy sao móc được? Chị chú ơi có sao không chú? Chị hay là tụi mình lật úp ba lại đi rồi tụi mình dậm lên ba, thế nào cục chè nó cũng bay ra hả? Lật tránh ra để tôi. Chị ơi giúp đừng nghe chị ơi. Trời ơi có gì đâu, thì mắc nghẹn thôi mà, mấy ca này thấy hoài à, mắc xương gà xương cá xương heo gì á còn trị được, con mắc nghẹn trôi nước nha, cứu không kịp là tắt thở đó. Tôi nói đúng không anh? Ừ. Trời đất ơi, chị nói hoài chú tôi tắt thở bây giờ đó. À, quên, để tôi. Nhắm mắt lại. Anh có sao không anh? Chết rồi. Trời ơi, chẳng lẽ định mệnh ba của hai đứa dính như bà bán chè.